Theo Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 có 37 hội đồng coi thi được bố trí ở 11 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh, với tổng số 27.907 thí sinh đăng ký dự tuyển sinh vào lớp 10. Trong đó có 22.433 thí sinh đăng ký dự thi tại 37 hội đồng thi và 5.474 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường trung học phổ thông còn lại. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 6 năm 2024. Để đảm bảo an toàn cho tổ chức kỳ thi, Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các khu vực có đặt hội đồng coi thi, bao gồm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cán bộ làm công tác thi và thí sinh, chỉ đạo ngành y tế các địa phương phối hợp chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu chữa trị chăm sóc y tế tại các hội đồng coi thi. Đồng thời hỗ trợ phương tiện vận chuyển bài thi từ các hội đồng coi thi trên địa bàn huyện, thị, thành phố về hội đồng chấm thi theo quy định. Thưa quý vị, giáo dục STEM là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể, góp phần thúc đẩy tính sáng tạo, trí tò mò, sự thấu cảm của học sinh, khơi gợi niềm say mê học tập, giúp cho học sinh khám phá tiềm năng của bản thân. Tại An Giang, năm học 2023-2024, Sở Giáo dục Đào tạo đã thực hiện thí điểm tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai giáo dục STEM cấp tiểu học bước đầu đem lại hiệu quả cao, được thầy cô và học sinh yêu thích. Hiện nay, trường tiểu học Lê Lợi, thành phố Long Xuyên đang thí điểm triển khai tiết dạy STEM cho các khối lớp, trong đó hoạt động làm sản phẩm STEM cho các môn học công nghệ, toán, khoa học và tin học ở các khối lớp luôn tạo sự hứng thú, yêu thích cho các em học sinh. Các hoạt động giáo dục STEM ở trường luôn bám sát mục tiêu, yêu cầu cần đạt của các môn học. Hoạt động giáo dục có liên quan, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, trình độ phát triển nhận thức của học sinh và điều kiện của nhà trường, qua đó thúc đẩy tổ chức dạy học tích hợp, không gây áp lực quá tải cho học sinh và giáo viên. Nói chung do trường Lê Lợi thì cái điều kiện học sinh nó khá thuận lợi hơn ở những cái trường vùng ven, cho nên là các em tiếp cận rất là nhanh. Có thể đây giai đoạn đầu các em chưa có quen, nhưng mà sau một thời gian dài bài thì cái kỹ năng thực hành của các em nó rất là tốt. Các em nhìn vào một cái sản phẩm hoặc là một cái đề tài gì đó, các em có thể tự tạo ra được cái sản phẩm. Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên về tổ chức thực hiện nội dung, phương pháp, các hình thức giảng dạy theo mô hình giáo dục STEM, Sở Giáo dục Đào tạo An Giang đã triển khai thí điểm mô hình giáo dục STEM ở 22 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Các trường còn lại tiếp tục chuẩn bị điều kiện cần thiết, xây dựng kế hoạch và thực hiện từ năm học 2024-2025. Qua thời gian triển khai, theo ngành giáo dục và đào tạo, thì đây là mô hình giáo dục hiện đại hướng đến phát triển tư duy, sáng tạo, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với cấp tiểu học. Trong cái thời gian vừa qua, thì với sự nỗ lực của các cái trường, với cái sự tận tâm của các thầy các cô, thì đã tích cực hướng dẫn cho các cháu trong cái việc đó là tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm cái giáo dục STEM trong cái đơn vị nhà trường. Hiện nay tại các trường tiểu học, hoạt động giáo dục STEM đã từng bước tập trung hướng tới việc cung cấp cho học sinh các tình huống, bối cảnh đa dạng và phong phú, đòi hỏi sự phát triển vận dụng nhiều tri thức kỹ năng, cho phép học sinh tư duy sáng tạo và giải quyết các vấn đề theo cách khác nhau nhằm đạt được kết quả tốt hơn, góp phần hình thành và phát triển năng lực phẩm chất cho học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện của giáo dục. Trường Trịnh Hoài Đức được vinh hạnh được chọn làm cái trường thí điểm về cái chương trình giáo dục STEM, thì qua đó học sinh được thỏa sức sáng tạo, các em tìm tòi thực hiện những cái gì mà mình mong muốn gửi vào những cái sản phẩm STEM của mình, thì qua đó thì các em rất là vui những cái sản phẩm, những cái thành quả mình làm ra. Vì vậy mà trường cũng cố gắng mỗi ngày hướng cho các em những cái sản phẩm hay nhất, có ý nghĩa nhất, để nhằm qua đó là giáo dục cái kỹ năng sống cho các em. Với phương pháp, hình thức, tổ chức lớp học và dạy học STEM đã giúp thầy cô nâng cao kiến thức chuyên môn sâu, sáng tạo và linh hoạt trong dạy và học. Đối với học sinh, khi học tiết dạy STEM đã giúp các em biết cách vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn hợp lý qua thực hành, làm sản phẩm,
tạo cho học sinh có đam mê, yêu thích và sáng tạo. Ngoài ra, khi học sinh đưa ra giải pháp cho vấn đề, hướng đến nhiều phương án hoặc tham gia trình bày sản phẩm, giúp các em tự điều chỉnh các hoạt động, các sản phẩm, tự rút ra cho mình bài học. Đối với cái phương pháp dạy học STEM này thì sẽ tạo điều kiện để cho học sinh nó có cái cơ hội nó thực hành nhiều hơn. Rồi từ đó cái kỹ năng thực hành của các em nó cũng sẽ được thành thạo hơn. Các em sẽ tạo ra được những cái sản phẩm qua từ những cái bài học đó và sẽ ứng dụng vào trong cái thực tế của mình. Dạy học STEM ở cấp tiểu học đòi hỏi sự kết hợp linh hoạt dạy học nhiều phương pháp với thực hành trải nghiệm của học sinh. Do vậy, việc tích hợp STEM vào chương trình giáo dục cấp tiểu học mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển toàn diện của học sinh. Tại thị trấn Long Bình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện An Phú phối hợp câu lạc bộ y bác sĩ trẻ Trung tâm Y tế huyện vừa tổ chức ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng năm 2024 và trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Với chủ đề Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, tại chương trình, các y bác sĩ trong câu lạc bộ đã tổ chức khám bệnh tư vấn một số bệnh thường gặp ở người lớn tuổi như tiểu đường, tim mạch, huyết áp, bệnh về mắt, đồng thời hướng dẫn kiến thức kỹ năng phòng ngừa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hơn 20 triệu đồng do Công an tỉnh An Giang hỗ trợ. Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện An Phú và câu lạc bộ y bác sĩ trẻ Trung tâm Y tế huyện còn phối hợp trao tặng 150 phần quà gồm gạo, mì và nhu yếu phẩm cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng trị giá 45 triệu đồng do Ủy ban nhân dân huyện An Phú vận động xã hội hóa.